Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tem đây đang là cái con S23 Ultra nha các bác nhé. Thì đây là bản hàng và nó là 12 GB, 512 bộ nhớ trong màu đen. Thì con này nó rất là mới nha các bác nhé. Nó mới gần như 100%, tại vì con này là em cũng mới lấy thôi. Và cái S23 Ultra thì các bác biết rồi, nó vừa mới ra mắt thôi, cho nên pin của con này là coi như là mới 100% nha các bác nhé. Thì em cũng xem rất nhiều cái clip mà anh em reviewer nói là pin của con này giờ nó rất là tốt rồi, thì em sẽ thử test cái pin chờ của nó xem thế nào nha các bác nhé. Thì em cũng đã sạc đầy pin cho nó rồi đây. Đây, khi mà em sạc đầy pin này xong rồi em còn cứ để im vậy tầm khoảng 30 phút rồi, có nghĩa là gần như sạc nhồi rồi. Và em sẽ test nó ở cái trạng thái là từ 100% để đến sáng mai xem nó tụt bao nhiêu nhé. Và đến hôm sau em sẽ test một cái cách khác nữa là không phải từ 100%, từ bên dưới 100% như thế nào nhé. Thì đây, hiện tại là cái máy này này em đã tắt hết tất cả các kết nối rồi nhé, từ wifi này, em rút cả sim ra để chỗ máy bay này đấy, và không hề để một cái gì, kể cả vị trí này cũng không để nhé. Và đây, các bác có thể thấy là em cũng không để, rồi em cũng không để on wireless đây luôn nhé các bác nhé. On-Wi-Fi Delay em cũng tắt luôn nhé các bạn nhé. Có nghĩa là cái màn hình này nó sẽ hoàn toàn là không sáng khi mà mình tắt màn hình, không có On-Wi-Fi Delay. Và cái độ phân giải màn hình thì thực sự nó không, không quan trọng, nhưng mà em vẫn đang để đây này. Đâu rồi? Đây. Thì cái màn hình này em vẫn đang để là 2K nhé. Đấy, và thấy không? Em vẫn đang để 2K nhé. Vì sau này, có nghĩa là ngày mai em sẽ test thử từ dưới 100%, thì hoặc là sau nữa em sẽ test những cái chế độ khác nữa. Thì hiện tại bây giờ là coi như là màn hình này là vẫn là màn hình 2K này, em vẫn đang bật 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 120Hz nhé, có nghĩa là full max cấu hình này. Đấy, và tất cả các kết nối thì tắt hết, sim không dùng, có nghĩa là bây giờ chỉ đơn thuần là làm màn hình chờ thôi nhé. Và đây em cũng tắt đa nhiệm này nha các bác nhé. Đấy, thì bây giờ là 21:38, coi như 21:40 đi, để xem đến sáng mai tầm 6:30 xem nó tụt bao nhiêu phần trăm đấy các nhá. Rồi, ok, tắt đi này, và em sẽ rút rút sạc ra. Ok, em sẽ để im vị trí này đó, sáng mai em sẽ check nó xem nó tụt bao nhiêu phần trăm đấy các nhá. Ok rồi, ok các bác. Thì bây giờ là 6:26, coi như là 6:30 đi. Thì hôm qua là em để từ 9:30 hay quên, 9:40 chứ. Thì bây giờ là 6:26 thì coi như được gần 9 tiếng nhé các bác nhé. Thì em xem là cái con S23 Ultra này nó để qua đêm từ 100% đến sau 9 tiếng thì nó bị tụt mất bao nhiêu nhé. Đây. Đấy, xoát theo. Thì đây, đó là 99%. Mở hẳn ra cho bác xem. Nó là 99%, có nghĩa là sau 9 tiếng thì từ 100% mà nó xuống 99%, có nghĩa là nó chỉ mất 1% thôi nhé. Nhưng mà các bác phải nên nhớ là khi mà đến 100% em vẫn cắm sạc tầm khoảng 30 phút nữa, có nghĩa là nó đã bị sạc nhồi tầm 30 phút thì nó chỉ xuống đến 99%. Đấy, thì ok các bác. Thì bây giờ nhé, tiếp tục em sẽ test tiếp là từ 99% cũng khoảng sau tầm 8-9 tiếng xem là nó sẽ tụt về bao nhiêu phần trăm nhé. Và cũng đang tất cả là tắt hết nhé, không dùng mạng, không dùng bất kỳ một cái gì nhé, on wireless đây cũng không bật nhé, không bật một tất cả cái gì. Hãy nhé, giờ em sẽ tắt đi. Bây giờ là 6:30 nhé, bây giờ coi 6:30 nhé, và em sẽ để đến chiều, em sẽ để đến chiều xem là nó tụt bao nhiêu nhé bác nhé. Rồi, ok các bác chờ nhé. Rồi, ok các bác. Thì bây giờ là tầm 15:45, có nghĩa là coi như 16 giờ đi. Thì lúc sáng này em để nó từ 6:30 thì phải, hơn 6:30 chút thì phải. Thì bây giờ đến tầm gần 4 giờ là phải được gần 10 tiếng rồi nha các bác nhé, gần 10 tiếng rồi. Thì lúc sáng này là từ 99%, thì bây giờ xem là nó xuống bao nhiêu phần trăm các bác nhé. Đây. Đấy. Đây các bác. Thấy lúc sáng này từ 99%, bây giờ xuống 97%, có nghĩa là mất 2% sau khoảng tầm 10 tiếng, gần 10 tiếng nhé. Sau tầm gần 10 tiếng thì mất 2%. Đây là cái pin chờ mà khi mà em không dùng một bất kỳ một cái gì nhé, không dùng sim, không dùng wifi,
không dùng Always Display, cũng không dùng mở khóa khuôn mặt, thế cũng như không dùng một cái gì hết, chỉ là đơn thuần là pin chờ thôi nhé các bạn nhé. Đấy thì em thấy là cái thời gian chờ như này là em thấy là rất là ngon rồi, thực sự là rất là ngon đấy. Và tối nay em sẽ thử cắm sim vào và em test cái thời gian chờ của khi mà cắm sim xem các bạn nhé. Cắm sim thôi chứ cũng không dùng cái gì cả, tại vì khi mà dùng tất cả những cái khác ấy, nó sẽ kết nối mạng rồi nó sẽ âm thầm nó tải cái này xuống tải cái xuống rồi đồng bộ này đồng bộ kia, thì cái đấy thì em không tính nhé. Nhưng mà tối nay em sẽ thử để một sim xem thế nào nhé các bác nhé. Rồi rồi ok các bác, thì em lại tiếp tục test cái con này đây. Thì bây giờ em sẽ test nó là ở cái trạng thái mà có cái màn hình on display lên này, xem là chỉ bật cái màn hình này thôi ấy, thì nó sẽ tốn như pin như nào nhé các bác nhé. Thì em cũng sẽ tắt luôn cái wifi là một này, tắt âm thanh luôn này, để chế độ máy bay luôn này, có nghĩa là không dùng sim nữa các bác nhé. Đấy, tắt âm thanh luôn này. À, còn cái gì tắt nốt này, vị trí tắt luôn này, chứ tôi cứ để đấy cũng được rồi. Ok các bác, và độ phân giải đây, độ phân giải màn hình thì em vẫn đang để là 2K nhé. Đấy, tự nhiên này, độ phân giải 2K này đấy, và cái on way on display là bật nhé. Đấy đây, và em sẽ bật cái này là luôn sáng nhé, luôn sáng, lúc nào nó cũng sáng luôn, để xem là chỉ nguyên cái màn hình on-going display này nó sẽ tốn pin như thế nào nhé. Có nhiều bác bảo là nó không tốn pin nhưng mà theo em là không phải đâu, tốn pin đấy. Đấy thì hiện tại bây giờ là em tắt hết tất cả các kết nối rồi nhé. Đấy và ok, và bây giờ là không có gì cả, chỉ có mỗi on-going display thôi nhé. Và bây giờ là tầm gần 9 giờ rồi, em sẽ test thử xem đến sáng mai thì nó sẽ tốn bao nhiêu phần trăm. Thì bây giờ đang là 82% pin nhá, 82% đây, và gần 9 giờ em sẽ tắt đi này. Đấy, lúc nào nó cũng sáng cái này nhé các anh nhé, lúc nào nó cũng sáng cái này. Và em cũng không dùng kiểu như là nhận diện gương mặt hay là nhận diện vân tay đâu, tắt hay lấy luôn rồi nhé các anh nhé. Cũng như là đơn thuần chỉ là cái màn hình on lên này xem là nó tốn pin như nào nhé các anh nhé. Đấy rồi ok. À, các bác chờ đến sáng mai nhé. Rồi ok các bác, thì đã sáng rồi đây. Hôm nay em dậy hơi trễ chút, thì bây giờ nó là 6 giờ 47 phút. Thì hôm qua em test từ khoảng gần 9 giờ thì phải, gần 9 giờ, và lúc đấy của nó là pin là 81%. Thì đây bây giờ nó xuống còn 76%. Đấy, 76% thì là mất 5% nhỉ. Đúng rồi. À, thì mất 5% sau khi mà để pin 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 chờ chỉ có dùng mỗi cái on-going display thôi nhé các bác nhé. Thì từ đấy đến giờ là tầm khoảng được 10 tiếng nữa còn gì nữa. Đúng rồi, có phải được tầm 10 tiếng đấy. Em tính không chính xác nhưng mà em thấy là tầm 10 tiếng. Vậy thì có nghĩa là sau tầm khoảng 10 tiếng thì chỉ dùng mỗi cái on-going display thôi nhé, thì nó mất khoảng 5% pin. Đấy, em thấy như thế là khá là ngon. Tại vì trước đây em cũng có test trên cái con S22 cộng này này, thì nếu mà chỉ pin chờ mà on-going display nó phải mất số số pin hơn. Đấy thì em nghĩ là với cái số pin chờ như này thì đã khá là đánh giá được cái việc mà cái con S22 cộng, à về con S23 Ultra này là pin nó đã ngon hơn cái đời trước rất nhiều rồi. Đấy, thì em cũng không muốn đánh giá những cái khác nữa, ví dụ như là mở sim này này, mở sim bây giờ hiện tại mà là sim em không dùng, mà sim không dùng hết cái gì, thì nếu như mà đánh giá về cái việc mà dùng sim này, dùng 4G hay là dùng wifi nữa ấy, thì chắc chắn nó sẽ tụt pin hơn nữa, đấy là điều chắc chắn nha các bạn nhé. Nhưng mà vấn đề ở đây là mọi người thì dùng những cái tác vụ nó khác nhau, những cái ứng dụng nó khác nhau. Ví dụ em thì cũng chỉ tác vụ bình thường thôi, nhưng mà vấn đề là còn những cái app mà nó tự động nó giao lưu vào buổi đêm chẳng hạn, hoặc là khi mà có kết nối mạng ấy, thì nó sẽ giao lưu, thì cái đấy thì nó rất là không chính xác, nó kia là nó không 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 kiểu là không, máy nào cũng như máy nào ấy. Cho nên em không muốn so sánh nữa, và em chỉ muốn so sánh là cho bác biết ấy, là ở những cái cơ bản như kiểu là không dùng một cái gì thì nó tụt pin như vậy, và chỉ dùng cái on-going display nó chỉ tụt như vậy thôi, thì em thấy là cái thời lượng pin của con S23 Ultra này nó đã ngon hơn đời trước rồi.
Đấy thì đây là cái máy mới nhé, đây là cái máy mới tinh, cho nên là nó phải mới được như vậy thôi. Còn nếu mà các bác nào mà mua sau này mà mua cái con S23 này mà nó cũ rồi thì pin có thể nó không được như này, thì đấy là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà thực sự là cái việc mà con S23 Ultra này đến năm nay người ta làm pin tốt hơn là thực sự là có nhé. Còn nếu mà để mà là nó quá trâu bò hoặc là nó đang vô địch về pin thì em nghĩ là không phải, nó chỉ là ngon hơn đời trước khá là nhiều thôi. Và em nghĩ là nó đáng để anh em mua hơn là cái đời S22 Ultra. Tại vì hồi đấy em cũng đắn đo quyết định mua S22 Ultra, nhưng mà cuối cùng là mọi thứ cũng như là tổng quan lại thì nó có những cái thứ mà mình đắn đo hơn, đấy dẫn đến là mình không mua nữa. Đấy, rồi ok các bác, thì hy vọng là bài test này chỉ là để vui thôi, chứ còn thực sự là pin nó cũng tùy người, có người quan trọng, có người không quan trọng. Em thì không quá quan trọng, nhưng mà nếu mà pin tốt hơn thì nó vẫn sướng hơn. Đấy, rồi ok, chào các bác nhé.